Hello, chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nhé. Nay đi kiểm tra mấy đàn ong bên này tí các bạn ạ. Đây đàn này ba cầu cũng lên khá là nhanh, nhưng mấy này mật về rải rác quá các bạn ạ. Đấy, mấy hôm nay trên mình nó mưa vào buổi tối các bạn nhé, mưa vào buổi đêm nên là mật nó về. Ban ngày nó chủ yếu bây giờ là mật ná nên là nó về rải rác. Các bạn xem nó xây cả ra cái, nó xây ra cái ván ngăn của mình này. Mình đi kiểm tra xem có đàn nào có bũ chúa chứ gì không nhá các bạn nhá. Ôi, nó xây cả ra cái ván ngăn luôn. Này đòi lên 4 nhưng mình không cho lên. Bây giờ nó cho nó xây kém lắm các bạn ạ. Nó xây nên nó đổ mặt đây đây các bạn nhá. Nó xây đổ mặt đây. Mà nó về nó rải rác nên là chưa thể quay được. Mình sắp đến ngày cắm chúa rồi nhưng mà ý định là muốn quay mật trước khi cắm chúa. Nhưng mà khả năng là không không quay được các bạn nhá. Đấy, nếu mà mình quay được trước khi cắm chúa thì mình khi mà mình để lại những con chúa già ấy các bạn ạ. Mình để những con chúa già vào ở tổ ấy. Nếu mình để mình nhốt nó vào ấy thì nó sẽ hạn chế được chia đàn rất là nhiều các bạn nhé. Nếu mà mình mà chưa quay mật mà mình cứ cắm mũ chúa vào ấy, thì những con chúa già mà mình muốn giữ lại ấy, mình treo trong góc tổ ấy, nó nguy cơ nó sẽ chia đàn các bạn nhé. Đấy, khi mình cắm mũ chúa vào nó thấy trong tổ nó thấy có mũ cái là những đàn nào đông là nó sẽ nguy cơ nó chia đàn. Thế nên là khi mình chọn thì mình chọn những cái đàn nào mà nó vừa vừa quân thôi. Ví dụ như đàn này các bạn nhé, mà nó chưa có nhu cầu, chọn những cái đàn nó chưa có nhu cầu cầu chia đàn ấy thì mình lại bớt lại chúa các bạn nhé. Đây các bạn xem này. Như đàn này thì quay được rồi các bạn nhé, nhưng mà cơ bản là xem tổng thể cả vườn thì nhiều đàn là cũng chưa quay được các bạn ạ. Đàn này mật vít hết rồi nhé các bạn nhé. Đấy, đàn này mật vít trắng luôn. Đấy, kiểm tra có mũ chúa không. Đàn này hôm tới khả năng là mình sẽ không không thay chúa vì đàn này nó đang cũng khá là đẹp các bạn nhé. Thừa thì mình sẽ thay, mà không thừa thì mình sẽ bớt lại những cái đàn nào mà nó đẹp thì mình không thay các bạn nhé. Đấy, mình cũng phải để lại một vài đàn các bạn ạ, một vài đàn để có gì mình còn đảo cầu các bạn nhé. Đấy, có gì mình đảo cầu. Đấy, ví dụ như là ở vườn ong mình có khoảng độ 20 đàn chẳng hạn thì mình có thể bớt lại khoảng độ dăm 7 đàn. Bạn đừng thay dăm đàn hoặc 7 đàn, những đàn nào đẹp đẹp các bạn không nên thay các bạn nhé. Đấy, để mình khi mà mình thay chúa thì cái những cái tổ mình thay ấy, cái ấu trùng rồi nhộng rồi trứng nó sẽ không có các bạn nhé, nó ngắt quãng trong một cái khoảng thời gian mình thay chúa ấy. Đấy, thì khi mà mình phải bớt lại một số đàn để nếu mà mình có cần thiết thì mình phải viện sang các bạn nhé. Đấy, viện nhộng, viện chúa, viện nhộng, viện 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 ấu trùng sang các bạn nhé, trứng sang nhé, để cho những cái đàn đấy nó đảm bảo, vì vào trong cái thời gian mùa hè này thì nó cũng rất là dễ bốc bay. Đấy, nếu mà động mà không có mật, không có mình quay mật đi mà lại không có trùng không có nhộng nữa là nó rất rất dễ bị bay các bạn nhé. Đây đàn này rất là đông luôn, mật cũng khá là ok các bạn nhé, nhưng mà chưa có hiện tượng gì để chia đàn cả. Đấy, các bạn xem chủ yếu xem ở những cái góc cầu ấy, nhưng nó làm chúa nó hay nằm ở góc cầu các bạn nhé. Đấy, mình cái đàn này chưa có hiện tượng chia đàn. Những cái đàn nào mà đông quân quá các bạn nhé thì các bạn đừng đừng để lại chúa già. Đấy, đừng để lại chúa già ở góc. Đông quá là mình để chỗ già là nó sẽ bay. Nhưng mà cơ bản là khi mà mình nó nhốt rồi ấy, mình nó nhốt rồi thì mà ong nó bốc bay lên ấy thì cũng không lo mấy các bạn nhé, vì là không có chỗ già thì ong sẽ quay ngược trở lại. Nhưng mà cơ bản là nó sẽ gây ra cái sự náo loạn trong cái vườn ong của mình. Đấy, khi mà vào cái thời mùa này ấy, mùa nóng ấy mà nó chia đàn ấy thì nhiều tổ, giả dụ trong cái vườn ong mình có 2-3 đàn mà có nhu cầu muốn chia tổ, chia đàn ấy, mà có thấy một tổ nó bay là những cái tổ khác là nó sẽ bay theo các bạn nhé. Đấy, nó cũng sẽ chia đàn theo. Đấy, gây ra cái sự náo loạn không cần thiết các bạn nhé. Đấy, thì mình đã nhốt chúa già rồi thì khi mà nó bay ra, nó chia đàn nó bay ra ngoài ấy, thì nó cái lượng ong, quân ong nó bay đi ấy, mà nó sẽ không thấy chúa thì nó sẽ quay ngược trở lại các bạn nhé, nó sẽ quay ngược trở lại tổ cũ. Đấy, vấn đề đấy là cũng không lo mấy, nhưng mà nếu mà nó về tổ cũ mà nó thấy vẫn còn chúa thì một vài hôm sau nó lại chia tiếp các bạn nhé. Đấy, nó sẽ gây ra cái sự náo loạn trong cái vườn ong mình ra. Đấy, nó kích động cho những cái đàn khác, nó dẫn đến cái tình trạng nó chia đàn tập thể, hoặc là có những đàn mà yếu mà những đàn nào ấy là nó có thể bốc bay các bạn nhé. Đấy, nên là mình cũng phải cảnh giác ở những cái vấn đề về đấy một chút. Đấy, hôm vừa rồi cái đàn này
nó hơi nắng một tí, với lại chỗ gần cái chuồng gà quá các bạn. Đấy, gà nó đi lại rồi nó hay nhảy nên là mình chuyển nó đi, để mấy hôm nữa mình cũng chuyển nốt cái đàn này đi ra sang vườn bên kia các bạn nhé. Đấy, chỗ này mình mới nuôi thả mấy con gà đây nên là nó hơi quấy một tí. Đấy, nó nhảy hôm con nọ mà nó nhảy lên cái nắp thùng ấy, nó đậu hai bao hai con, nó nhảy lên nắp thùng nó đậu, thế là mình chuyển cái tổ cái nó đi. Đây còn một tổ, cầu này khá là nhiều mật các bạn ạ. Như cái đàn này là quay thoải mái rồi. Ừ, nhưng mà tính về tổng thể thì có đàn chưa quay được nên là mình cũng cũng chưa có ý định quay các bạn nhé. Cái mật nó về nó rải rác nên là cũng chưa quay. Đến thứ sáu là mình cắm chúa, mình ý định là ngày mai mình sẽ quay ấy, nhưng mà các bạn ấy, nhưng mà nhiều đàn chưa được các bạn nhé. Để quay, nếu mà quay không hết lượt thì nó cũng nắt nhắt, thì cũng đâm ra cũng cũng lười các bạn ạ. Hôm sau mình sẽ cắm cắm chúa và đợi khoảng độ 2 đến 3 hôm sau, khi mà chú nó nở hết rồi thì mình sẽ chú non nó nở hết rồi thì mình sẽ tiến hành mình quay mật các bạn nhé. Đấy, không vấn đề gì hết. Đấy, khi mà chú nó nở rồi thì mình sẽ quay quay mật luôn. Ôi, đàn này là chúa đi phối về rồi các bạn này. Cái đàn này nếu mà các bạn nào nhớ thì hôm mình chia sẻ là nó đi, nó ong nó bâu một cục ở ngoài đấy các bạn. Cái video nó ong nó bâu một cục ở ngoài, nó chia đàn đấy, thì đồng thời mình bỏ luôn chúa già và mình thay chúa luôn các bạn nhé. Đấy thì hôm trước mình kiểm tra thì đàn này là đi phối về rồi. Đây, quân còn rất là đông các bạn nhé. Đấy, bốn cầu quân rất là đông, đàn này đi phối về ok rồi nhá, chỉ đợi chúa đẻ thôi. Đấy, một hai hôm nữa là nó sẽ đẻ các bạn nhé. Con này đi về được khoảng phối về khoảng 2 đến 3 ngày rồi các bạn ạ. Đấy, đợi khoảng cứ trong khoảng thời gian một tuần là chúa nó sẽ đẻ các bạn nhé. Đấy, khi nào mà các bạn kiểm tra mà thấy 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 ong thợ nó dọn hết mật ở cái khu vực dưới ấy, khu vực mà dành cho chúa đẻ trứng ấy, mà nó dọn hết mật lên trên cái bầu mật ấy, thì lúc đấy là chúa đẻ các bạn nhé, sẽ đẻ bói. Đấy, còn những đàn như này đông, rất là cũng khá là đông các bạn nhé. Những đàn này tương đối là đông, mật thì về cũng ở mức độ bình thường, chưa căng được các bạn ạ. Đấy, thôi cứ phải chấp nhận là cắm chúa xong. Đấy, cắm chúa xong đợi chúa lở thì mình sẽ tiến hành khai thác các bạn nhé. Đấy, nhưng mà khai thác được trước khi cắm chúa thì nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà không được thì thôi cũng phải chấp nhận các bạn. Đấy, những con nào đa số thì mình hay bỏ chúa đi hết các bạn nhé, mình chỉ để lại một hai con thôi chứ không để nhiều đâu. Đấy, nhưng mà nhiều bạn thì cũng sợ là nó không đạt nên là vẫn giữ lại chúa. Đấy, mình có thể nếu mà thừa mũ mình có thể để cho cái mũ chúa vào cái lò xo các bạn nhé. Đấy, sau đó mình cho vào một cái thì mình cắm ở ngoài, còn một cái mình cho trong lò xo ấy, đợi cho nó lở cũng được. Dự trữ các bạn nhé. Đây này, mặt về cũng khá là căng rồi này. Đấy, chưa biết hết các bạn ạ. Đấy, mắt cua mắt cáo thôi, chưa biết hết. Ong rất là khỏe, không sâu bệnh gì hết các bạn ạ. Đấy, đàn này rồi mình cũng thay chúa các bạn nhé. Mình sẽ giữ lại khoảng độ vài đàn chúa đang đang đẹp, quân đang mạnh thì mình sẽ không không thay. Còn đa số là mình thay hết. Hiện tại thì nguồn mật keo và nguồn mật cao su trên mình vẫn đang có các bạn ạ. Đấy, nhưng mà ong thì thường thường hay đi làm vào cái thời gian buổi sáng sớm thôi, buổi sáng sớm với lại đến đến tầm 10 giờ thôi, chứ cái tầm này thì nó cũng đi làm rất là ít các bạn nhé, tầm này ít. Còn nguồn phấn thì chủ yếu vẫn là phấn như phấn cỏ kim này các bạn này. Đấy, phấn cỏ kim thì quanh năm luôn các bạn nhé. Đấy, trên mình đây cái vườn, riêng cái vườn nhà mình đã đáp ứng bao nhiêu phần trăm phấn này các bạn này. Đấy, rất là nhiều phấn này, cỏ kim, hoa cỏ kim, có cả mật cả phấn các bạn nhé. Đấy, trên cái mình thì có nhiều cái nương ngô hoặc người ta ở, hoặc những cái đồi người ta để hoang ấy, thì cái loại này nó mọc khắp nơi luôn các bạn nhé. Đấy, cỏ kim mọc đang rống vào thời điểm nhiều hoa các bạn nhé. Ong lên đi phấn cỏ kim rất là nhiều, chủ yếu nguồn phấn rất là nhiều cỏ kim các bạn nhé. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nay mình đi kiểm tra ong, đồng thời chia sẻ cho bạn một chút về cái vấn đề với việc mình cắm chúa như vậy. Nếu như mà các bạn nào mà làm chúa mà trước khi cắm chúa mình quay được mật đi thì là ok nhất các bạn nhé. Đấy, trước khi thay chúa mình quay được mật thì nó sẽ mình giữ lại cái con chúa già ấy, thì nó sẽ hãm hãm nó chia đàn rất là tốt các bạn nhé. Còn khi mà mật nó đang căng đang nhiều mật đấy, mà mình cắm mũ chúa vào mà mình muốn giữ lại chúa già, mình muốn treo lại chúa già ở góc ấy, thì nó sẽ kiểu gì là nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là ong nó sẽ
sẽ thấy có mũ mũ già, thấy mũ chú già mình cắm vào nó sẽ chia đàn các bạn nhé. Đấy thì mình cũng vừa chia sẻ bạn là khi mình đã nhốt chúa vào rồi thì con ong chúa nó sẽ không theo được, nó quay về, nhưng mà cơ bản là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó sẽ làm cái vườn ong mình nó náo loạn lên các bạn nhé. Đấy, nó náo loạn lên thì nó sẽ kích động những cái đàn khác. Đấy thì nó sẽ ảnh hưởng các bạn nhé. Và đồng thời là khi mình giữ chúa ở trong thời gian lâu thì hôm nay nó chia không được thì mai nó lại thấy còn chúa nó lại tiếp tục chia tiếp, nó lại náo loạn lên tiếp các bạn nhé. Các bạn lưu ý ở vấn đề đấy. Còn khi mà mình đã quay mặt đi rồi thì cái nhu cầu chia đàn của nó kém hơn. Đấy, nó sẽ giảm đi thì mình nó sẽ bớt được cái tình trạng đấy đi các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn nào mà đảm bảo được ấy, thì cứ bỏ chúa già đi là ok nhất. Đấy, một phát là thay chúa, nhưng cái mùa này tỷ lệ thay chúa đạt rất là cao các bạn ạ. Đấy, thế là nếu có hỏng thì cũng cũng không không đáng kể đâu. Thì mọi mọi năm mình thay thì hầu như là mình chỉ để lại tầm 2 đến 3 con chúa thôi. Trong khi đó mình thay đến mày với mấy chục đàn các bạn nhé. Đấy, 2 3 chục đàn mình chỉ để lại 2 3 con chúa thôi. Thì dự phòng thôi. Các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.